Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Cuối cùng thì Ukraine cũng sở hữu và cũng cầm được cái thứ này. Và cái thứ này Mỹ chỉ dành để bảo vệ tòa Bạch Ốc, mà bây giờ Mỹ đã chơi lớn đưa cho Ukraine. Nội dung thứ hai, rầm rộ NATO đã bắt đầu tiến trình để kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Nội dung thứ ba, chú Buri đã lộ cái tham vọng của mình, đã ra một cái quyết định tiếp tục cuộc chiến tranh. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lên một cái like và viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Cuối cùng thì cái giấc mộng, cái ác mộng của chú Putin đã trở thành sự thật, và cũng như cái ước mơ của Phần Lan và Thụy Điển đã trở thành hiện thực. Thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Reuters đưa tin, Phần Lan và Thụy Điển đã tiến thêm một cái bước nữa trong cái tiến trình gia nhập vào khối NATO, sau khi toàn bộ đại sứ của 30 quốc gia, 30 thành viên của khối NATO đã ký vào một cái nghị định thư chấp nhận kết nạp hai cái quốc gia Bắc Âu này. Lễ ký đã diễn ra tại trụ sở của NATO ở Mỹ vào ngày hôm qua. Thì sau khi mà Phần Lan và Thụy Điển điền đơn để xin nhập NATO thì đã bị một chút xíu khó khăn, là do ông gà lôi gà tây cản trở. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng đã ok rồi. Thì đây cũng là một cái điều rất là vui cho khối NATO cũng như là vùng châu Âu. Tại vì sao? Trong cái thời gian vừa qua, chú Putin chú ngán khối NATO, cho nên lúc nào chú cũng hăm he quốc gia này quốc gia nọ và cản người này cản người kia, không muốn NATO bành trướng tới cái cửa của chú. Nhưng chú càng hăm he, chú càng sợ, thì bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi. Đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, liên quan tới quy lực tên lửa của Mỹ. Và cái tên lửa này chỉ để dành bảo vệ tòa Bạch Ốc, trung tâm đầu não của nước Mỹ nói riêng cũng như của thế giới nói chung, mà bây giờ Mỹ đã chơi lớn đưa cho Ukraine để chống cuộc xâm lăng, cuộc chiến của Nga. Sau đây mời quý vị nghe chi tiết nhé. Trong hơn 4 tháng vừa qua, chú Putin chú đã tàn sát rầm rộ người dân vô tội. Hàng chục ngàn người dân vô tội đã tử trận, đã tử vong vì những cái tên lửa hỏa tiễn của chú Putin. Bên cạnh đó, hàng chục triệu người đã bỏ của chạy lấy người, nhà tan cửa nát, gọi là chạy giặc đó. Và chú đã làm cho vòng quanh thế giới bị ảnh hưởng lây, chứ không riêng gì đất nước Ukraine và người dân Nga. Bây giờ thì sau hơn 4 tháng, nền kinh tế của chú đang đứng bên đường tơ kẻ tóc dở nợ vào cái tháng này. Tại vì chú không có đồng đô la và đồng euro để trả cho các chủ nợ. Còn về quân sự thì chú cũng bị thiệt hại nặng nề và vũ khí thì sắp sửa cạn kiệt. Trong suốt hơn 4 tháng, NATO, châu Âu, Mỹ rầm rộ ủng hộ vũ khí cho Ukraine, nhưng họ chưa có mà thẳng tay, tức là chưa có ủng hộ vũ khí tầm xa để đánh vào xào huyệt của chú Putin. Vào ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên Ukraine có cơ hội để sử dụng và sở hữu tên lửa phòng không hiện đại. Nó xuất xứ từ phương Tây, chứ không phải là giống như những cái vũ khí mà Ukraine sở hữu trong cái thời gian vừa qua, nó xuất xứ từ Liên Xô, cái thời Liên Xô cũ quý vị nha. Đây là lần đầu tiên tên lửa hiện đại từ phương Tây, do phương Tây sản xuất, được đến tay của Ukraine.
Rồi, tên lửa này tên là NASAM, là tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa. Đây là một cái vũ khí tin cậy được quân đội Mỹ chuyên sử dụng để bảo vệ cái đầu não của nước Mỹ và thế giới, mình gọi nôm na là Tòa Bạch Ốc. Và cái tên lửa này nó coi như là được Mỹ và một cái quốc gia nữa sản xuất, nó gọi là Na Uy. Mỹ và Na Uy together hợp tác để sản xuất ra cái tên lửa này. NASAM là tên lửa phòng không uy lực được quân đội Mỹ tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ vùng trời ở trên Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là hai cái nơi mà có thể nói là đầu não của cả thế giới luôn. Theo như Bộ Quốc phòng cho biết, NASAM được xuất khẩu sang Hungary, Indonesia và nhiều quốc gia khác. Bây giờ thì Mỹ sẽ chuyển giao những cái tên lửa NASAM này cho Ukraine để Ukraine có thể phòng thủ và đánh trả ngược lại chú Buri. Trong thời gian vừa qua thì chú Buri chú chiếm ưu thế về hỏa lực. Chú có tên lửa tầm xa cho nên chú đứng lốt đằng xa, chú phóng vào phía bên này. Còn bên Ukraine thì chưa có một cái gì gọi là có thể quánh tới bên kia, cho nên chú Buri chú không có sợ. Nhưng lúc nào chú cũng ngán, chú cũng hăm he và chú cũng la làng lên, là tức là chú phủ đầu, chú la làng phủ đầu người ta, người Mỹ và NATO là: ê, tụi bay đừng có đưa vũ khí tầm xa cho nó nha mày, đưa cho nó quánh vô cái ổ của tao, đất nước tao, lãnh thổ tao, là tao bấm nút đó. Cái ý là chú lúc nào cũng ngán, thành ra chú phải la làng trước đó, nôm na là như vậy. Nhưng bây giờ thì người ta không có chịu nổi nữa, tại vì chú Buri này chú không có chịu dừng tay, chú tiếp tục cái cuộc chiến này, cho nên bắt buộc Mỹ và Na Uy có thể chuyển giao cho Ukraine các phiên bản đầu tiên của tên lửa NASAM, thay vì các phiên bản mà có thể nói là number 2 và number 3, tại vì cái này nó có 3 phiên bản. Number 1 thì quân đội Ukraine có thể sử dụng, tại vì number 2, number 3 thì mình phải tốn thời gian để mình rèn luyện hoặc là mình huấn luyện hoặc là mình học hỏi. À, đây là cái thời gian cấp bách, cho nên chỉ đưa cái phiên bản number 1. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp. Thì vào ngày hôm qua, trong một cái buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, chú Buri chú ra lệnh cho ông Sergei Shoigu tiếp tục cuộc chiến này sau khi chú chiếm được hai cái thành phố ở vùng Donbass, đó là thành phố Lysychansk và cái thành phố Severodonetsk. Đáng lý quân đội chú đang mệt mỏi, kiệt quệ và cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chú này thì chú không có khe và chú cũng không có màng tới cái chuyện thiệt hại và hậu quả. Chú chỉ làm sao chiếm được cái mục đích, mục tiêu của chú. Cho nên chú ra lệnh cho ông Bộ trưởng Quốc phòng là quân lính Nga không được nghỉ ngơi, tiếp tục tiến sâu vào nữa, tiếp tục tiến vào chỗ khác để mà chiếm đóng, để mà xâm lăng. Nhưng mà theo như tờ báo của Washington gọi là Institute of the War cho biết là quân Nga cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và tái trang bị trước khi tiếp tục cuộc tấn công khác. Nhưng hiện tại thì không rõ là chú Buri suy nghĩ chuyện gì, không rõ là chú bất cần ai chết ai sống, chú ra lệnh cho là, tức là chú không có mà suy nghĩ tới cái chuyện rủi ro hay là thiệt hại. Chú tiếp tục quánh đi, tiếp tục quánh đi, không được nghỉ ngơi, không được làm gì hết, không được ngừng lại, cứ quánh, nôm na là như vậy. Thì trong cái thời gian vừa qua, chú nói là chú sẽ giải phóng vùng Donbass, đó là cái mục tiêu mà chú đem quân đi xâm lược Ukraine. Bây giờ thì chú hầu như gần đạt được cái mục tiêu là giải phóng vùng Donbass, nhưng bây giờ chú đã lộ ra một cái mục tiêu khác, đó là muốn chiếm luôn cả đất nước Ukraine. Cho nên vào ngày hôm qua, chú đã la làng lên là no, tiếp tục tấn công vào chỗ khác, không được dừng lại ở nơi này, cho dù mấy người có mệt hay có xỉu gì, ai xỉu kệ ai, ai chết kệ ai, cứ quánh tiếp tục. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ tư, Tony cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Tony cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu quý vị thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam năm châu bốn biển. Và bên cạnh đó thì đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình.
Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai. Xem về nhà cửa, cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, thức ăn, phong cảnh, xem cho vui, xem để giải trí. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho Tony nha. Have a good day. Bye bye.